Chúng ta có đến trận thi đấu thứ 3, chứ các bạn là thứ 4 trong cuộc đối đầu giữa hai game thủ Đinh Xuân Canh và Tiểu Hoa Ca. Đinh Xuân Canh là một game thủ đánh cung R khá có tên tuổi trong cái làng đánh cung R online của Việt Nam. Đến từ, anh sẽ là đại diện của clan AOI360, một clan chuyên đánh online. Còn Tiểu Hoa Ca là kỹ thuật viên, bình luận viên của bên phía đoàn AOI Trung Quốc mang sang Việt Nam. Và trình đánh cung R của Tiểu Hoa Ca thì bạn cũng đã biết rồi. Rất nhiều lần Hoa Ca đã giao lưu với vị cầu thủ bên phía Việt Nam, và trong giải hôm nay thì Hoa Ca cũng đã giành chiến thắng 3-0 trước BB ở thể thức đánh solo cung R sang. Hoa Ca thì nói chung là mình nghĩ rằng Hoa Ca đánh cung R Siran không có quá gì, nó điểm gì nó quá nổi bật cả. Thế nhưng mà cơ bản Hoa Ca đánh rất chuẩn bài, và còn anh Canh thì đang những cái bài thi đấu mà anh đánh theo kiểu đó là công tất tay và công công hiến. Thế nhưng mà công vào nhà của Hoa Ca thì cũng hơi khoai. Trận này thì Canh đang có một cái bài đó là đổ lùa về khá là nhiều, ba bò đã về rồi. Bảy hiệu phía trên nữa. Bên ngoài đang có bảy hiệu, xin các bạn là bãi quả và một con voi nữa. Một cái bài mà Canh lại đi công sớm thôi. Bài này ép cố sớm một kích đời trong tầm khoảng 10 sớm, chớm 10 của người cầm IC và 26 dân. Tức là bằng sang đấy. Mà đi công thì có khi lại tươi. Bãi quả này là bãi quả 7 cây cơ. Xin các bạn là bảy hiệu này 7 cây. 7 con. Rất nhiều. Cố gắng đưa con voi này nữa về thì như vậy sẽ là một cái bài thi đấu mà có 4 voi lùa về đến từ game thủ Đinh Xuân Canh. Bài của Đinh Xuân Canh mình thấy rằng bài nào cũng đang có rất nhiều đồ ăn, thì nhưng mà cơ bản là cách anh Canh đi công và cách anh Canh cơ cấu nó chưa thật sự là hợp lý thôi. Cơ cấu nhà cửa thì có lẽ những cái bài đi công thì công như vậy là cơ cấu như vậy thì cũng rất là ổn thôi. Thế nhưng mà cách đi công của anh Canh thì nó chưa thật sự dứt khoát, mà cơ bản là cũng là đối đầu với một con người Trung Quốc nữa, thì các bạn thấy rằng các thủ Trung Quốc đánh cung R nhỉ, nó vẫn có một cái điều gì đó rất khác biệt so với phần còn lại. Như vậy bài này không được kích đời trong quá sớm rồi. Hơi đói gỗ. 11-15 đến từ 11-10. Đến từ đi Xuân Canh, và cái bài này là một cái bài thi đấu vẫn đang khó. Mới chỉ có chiếc nhà bé thứ 2 thôi, bé thứ 3 vẫn chưa thi đấu cả. Kích búa gỗ. Khả năng cao sẽ lại quảng trước game thủ Tiểu Hoa Ca thôi. Anh Canh một bài đến đây muộn, nhưng cái bài này của anh Canh như là có quá nhiều đồ ăn. Bên ngoài anh Canh vẫn đang còn một cặp voi nữa. Đóng bè ở đây. Thế như vậy là vị trí này thì Hoa Ca anh ta cũng đang hoang ở đây luôn. Và một cái bài chiến đấu thì như vậy là khả năng cao Hoa Ca cũng lại nghèo. Tươi. Như vậy là cái bài của anh Canh thì không phải là quá mắc vinh, nhưng mà cơ bản là được cái là Hoa Ca cũng nghèo chả kém đâu. Lại làm nhà bè mà vã thôi. Lực ăn hoang khỏe như này thì việc làm nhà bè sóc là chuyện quá đơn giản rồi. Sáu à luôn cho nó mát. Được ăn cả ngã thì về nước. À không, ngã thì về vườn. Sáu nhà bé tuần đầu đã đều rồi, chỉ có 2 chiếc nhà bé thôi. Thế nhưng cơ bản là anh Canh trận này anh ta không vẽ ruộng, thành ra là ui rồi Hoa Ca bánh xe chưa cả có, thì Hoa Ca chưa cả có bánh xe, nhưng mà anh Canh sẽ được một tơn thi đấu, sẽ là đây là thế nào, 2 tơn được 12 con, ổn rồi. Hoa Ca bắt đầu có bánh xe, thế nhưng mà anh Canh đang làm một bài sẽ là 12 tơn cùng là lao vào đây, 12 con cùng là lao vào, một con số khá là lớn. Hoa Ca bắt đầu chạy thôi. Cơ cấu đưa trận thi đấu này về thế bài sẽ là tất cả cùng ăn hoa và quản map lẫn nhau.
cả anh canh và có hoa quạ, cả hoa cạ vậy. Nào, chạy thôi, xách mông lên mà đi. Tân đầu hoa cạ vừa nở ra. Anh canh kiệt lực rồi. Tân tiếp theo sẽ chỉ được tầm khoảng 4 con cung rào thôi, không thể hơn được. Hoa ca cầm dần vạng luôn, rất hổ báo. Mình nghĩ rằng anh canh cần tăng tính sát thương của những con cung rào của mình lên đi. Rất trâu cung rào nhưng mà lại ăn dần ăn quân chưa được nhiều. Đây rồi, hoa ca vẻ anh canh chạy được không? Không chạy được, nhưng ở nhà thì game thủ hoa ca cũng sẽ mất rất nhiều dần trong trận chính. Canh tham lai 44 trên 60. Đoàn Hoàng vẫn đang có kết quả ở đây nữa. Khá lộc đá cho game thủ Lý Xuân Canh. Canh ghi quân lỗi. Thế nhưng các bản trận này thì anh canh một tình huống thi đấu mà anh canh đồng quân hơn và nhà sẵn sàng thi đấu. Thế nhưng Hoa Ca đang tình huống vẻ trước rất tốt. Tuần này anh canh mất rất nhiều dân, cho nên các bạn là rất rất nhiều quân. Tham này có lẽ đưa về cân. Dân chắc chả bên nào có đâu. Bây giờ anh canh ta đang có đến 1.000 thực rồi, xin lỗi các bạn là 1.000 gỗ nhưng có cơ cấu thêm vài cái ruộng không? Để những bài ra quân nào đều hơn. Bây giờ Hoa Ca đang phản công. Bốn sáu trên 76 và mình thấy rằng đây là vẫn đang một cái thế gì đó có một chút lợi thế cho game thủ Lý Xuân Canh chút xíu thôi. Anh Canh thì anh chưa soi tham mình là chúng ta cũng không biết được rằng là bây giờ Hoa Ca đang có những cái gì một không. Canh vừa mất một đạo dần nó khá là lớn. Pha này anh Canh nhiều gỗ như này thì tại sao không phải đọc tình huống đóng nhà BC và đóng BN mới luôn đi cho nó mát, làm gì phải đóng S làm cái gì cả. Gỗ thì đang nhiều nhưng vẫn đóng S để ăn gỗ tiếp, không thấy vẽ ruộng cũng như không thấy ăn hoa thêm view hay vòi được quả gì đó. Vẫn đang quản map. Canh rất nhiều quân. Hoàng cá rất tỉnh đòn, sợ bị vé à quay đầu luôn. Một ca gỗ. Bốn bốn trên 80. Bây giờ thì đứng đốt nhà BA đến từ game thủ tiểu Hoa Ca. Anh Canh chấp nhận là không ra tham hay thế nào, mình thấy rằng anh ta đang có đến 1k2 gỗ nhưng mà lại không ra thêm ruộng hay là không BN BC mới cũng như không ăn hoa. Bây giờ mới cắt dân đi như vậy tham sẽ bị trứng lại trong một khoảng thời gian khá là dài. Còn Hoa Ca thì bây giờ không biết là anh ta đang dân quân đâu hết cả rồi, không thấy dấu hiệu gì động chạm vào nhà Hoa Ca nhà Canh nữa cả. À đây rồi, phát hiện ra vị trí nông dân này đến từ game thủ Đinh Xuân Canh. Nào có vẻ không nào? Cùng rồi xì đốt nhà bè là quá nhanh. Cập nhật tình hình hiện tại thì game thủ Cam Quýt và game thủ Sao Long đang hòa nhau tỷ số đó là 2-2. Một kèo thi đấu mà Sao Long đang những bài mình nghĩ thành hơi nghiệt tí xíu. Anh Canh tham là chỉ còn là 38 thôi. Vừa chết một đạo dần nó là khá lớn nhưng vị trí này Hoa Ca bị vẩy nhà bè. Cái kiểu này thì các bạn thấy rằng là vẩy nhà bè thì nhìn phát biết khít ngay không ngay. Đó, cực kỳ khít, ăn được dân của Hoa Ca rất tươi. Hoa Ca là một người không có quá nhiều tay đâu. Tham 38, rất trù quần. Canh tham còn 34. Vẫn đang muốn tình huống giấu dân và đang muốn thi những trận thi đấu này. Mình nhận rằng Hoa Canh anh ta đang một khoảng thời gian rất là dài. Anh ta không ăn thực vì vậy mà lượng quân không thể nào tham được cả. Còn những đơn vị dân bị tỉa dần đang khiến cho anh Canh thu tham dần dần.
Tham Lai hiện tại chỉ còn là 4, xin lỗi các bạn, chỉ còn là 33/84 thôi. Vẫn đang tình huống đây, quả đây này, ra đây ăn đi anh ơi. Ra đây ăn đi. Pha này bắt được hai cung R đi lạc đến từ game thủ cho Hoa Ca. Không. Hoa Ca đang tình huống đảo. Pha này ăn được lốt không? Ăn được thêm hai con nữa, như vậy sẽ là tình huống ăn được 4 cung R. Ra đây, ăn hòa mấy quả này luôn. Tham Lai xem nào. Anh canh được người đè, đúng rồi. Thế như vậy là Hoa Ca chỉ còn chả con gì nữa đâu. Tưởng chừng như Hoa Ca cũng phải to cơ, nhưng không. Các bạn cũng để ý rằng là trên bản đồ con thì anh canh cũng đang giải rất rất nhiều đơn vị quân của mình và những cái móng nhà ra. Vì vậy mà việc như Hoa Ca anh ta có lợn lò có thứ đâu đi qua phát biết ngay. Rất dễ để quản map. Ăn hoàng thêm cái quả này giúp cho anh canh sẽ nở được một lượng tham rất là lớn. Những nhà bè sẽ sóc được và những nhà chính có thể hồi lại được dân. Đang một thế tươi cho game thủ đi xuân canh. Đây là pha bắt quân đến từ anh đến game thủ đi xuân canh. Hoa Ca chết 4-5 một cung R trong tình huống này, mất rất nhiều tham. Canh thì anh ta đang nở tham lên đến 35 rồi. Một kết quả ăn hoàng quá trị giá, quá giá trị. Đấy, cái thời điểm trước mà anh canh anh ta cần hoàng quả kia thứ như này thì phải tươi không. Pha này Hoa Ca lại đi quân lỗi rồi. Pha này sẽ bị vẻ. Không như anh canh mất đạo dần. Cửa sáng cao và khả năng cao tỷ số kèo thi đấu này sẽ là 2-2 cho game thủ đi xuân canh và tiểu Hoa Ca. Chúng ta sẽ có game đấu chung kết ngay sau đây. Rất trù quân, rất cục xúc, dân thì không có nhưng toàn quân là quân thôi. Hoa Ca vừa tình huống ăn đạo dân ăn quả của Đinh Xuân Canh rất đau. Bây giờ các bạn thấy rằng là anh canh toàn quân là quân. Còn Hoa Ca mình nhìn thấy rằng tham bé nhưng anh ta lại rất rất nhiều dân. Một người còn quân và một người còn dân. Thôi, Hoa Ca đang máu dồn đến não quá nhiều rồi. Pha này thì canh đang viện trợ mang một đạo quân nó quá to lên. Đây có lẽ sẽ là cái mồ chôn của Hoa Ca trong trận thi đấu này. Cầm dân ra xe luôn cho nó mát. Đỡ phải chạy. Thua rồi. Không, đằng sau Hoa Ca cũng đang còn quân. Chưa biết ai ăn ai đâu. Và pha này như vậy là game thủ anh canh Xuân Canh còn mất ngược dần cơ. Tham Lai xuống còn 26 thôi. Rất căng thẳng. Hoa Ca không phải dạng vừa đâu. Tham 25 tiếp tục đèn, tiếp tục đốt những nhà BA đến từ game thủ tiểu Hoa Ca. Tham Lai bây giờ mình nghĩ rằng có lẽ đưa về cân rồi nhưng không. Hoa Ca đang có tình huống hồi lại đây rất nhiều dân. Nhưng canh vừa còn pha vẻ hay. Ăn ngay 3 dân. Tham Lai, Tham Lai đang ở Tham Lai cân.
Các bạn thấy rằng những con Cumbra AC nó bắn là quá buốt, nhảy hai cái thôi chết ngay hai cung rào của Hoa Ca. Anh canh hồ lên tham lai, đó là 28 và đang ken nghe trong khoanh rộng chính của game thủ Hoa Ca để xem có dân không. Và đang có dân. Bây giờ đứng đây và bảo kê khu vực này. 4 dân ruộng và 2 dân gỗ. Ở đây có 2 dân thơm được 2 tham lai. Tham lai đi xuống tí xíu. Hoa Ca đang bắt hai cung R đến từ game thủ Lý Xuân Canh. Nhưng Canh né luôn. Tham lai 30 rồi. Đang đỏ là tham. Bị vẻ. Vẫn thoát được. Đã thấy trận nào cũng đọc nó mát. 1357 á. Trận nào đọc nó mát anh ạ. Đọc được khế rồi mới nhắc. 135 nhá. Trận thi đấu này diễn ra đang rất căng thẳng các bạn thấy rằng bây giờ thì anh Canh đang quá nhiều lợi thế trước game thủ tiểu Hoa Ca. Hoa Ca mất thêm hai cung R nữa. Nhưng đều là pha mà đang muốn tiểu. Dương Đông Kích Tẩy. Ở đây Canh phát hiện ra mỏ làm ăn đến từ game thủ tiểu Hoa Ca. Rất nhiều dân, rất nhiều quân ở đây. Hoa Ca vã luôn. Phải chăng là quá hổ báo. Đọc 1357. Quảng cáo 1357. Tham là 25 và đứng bảo kê vị trí này. Ra được quân mới. Tươi rồi. Hoa Ca lại muốn diệu. Trận đấu này sẽ còn căng và còn cần rất lâu đây. Cập nhật tình hình hiện tại thì game thủ Cam Quyết anh ta là để thua sát nút trước tiểu Hoa, trước game thủ Sao Long. 2-3 sát nút. Suýt nữa thì loại được Sao Long rồi. Và trận thi đấu các bạn đang theo xem thì đang thuộc khuôn khổ vòng loại của giải AFF Việt Trung 2017. Giải đấu được tổ chức bắt đầu khởi tranh vào ngày mùng 5 tức là ngày hôm nay. Và nhân đây thì chúng tôi xin được cảm ơn đến nhà tài trợ của giải đấu, đó là nhà tài trợ Kim Cương M88 với website chính thức đó là M88FV.com, nhà tài trợ vàng playonline.win, Sun Sakura F88, Autolus.vn, nhà tài trợ đồng hành cùng giải đấu đó là nhà tài trợ Arana Group, Newman Việt Nam, Hải Anh Computer, FPT Telecom và Pegasus Club. Chờ trận thi đấu này thì bây giờ anh Canh tham lai đang lên đến 28, khá ổn và có lẽ vẫn đang một chút gì đó ưu thế trước game thủ tiểu Hoa Ca. Đạo quân các bạn nên rằng là Hoa Ca anh ta đang đánh một cái bài mà quá Trung Quốc, tức là đứng bảo kê vị trí làm ăn. Vị trí này mà bảo kê thì cứ ra nó ra tham thôi. Một hai tham thôi cũng rất là quý rồi. Trong thời điểm mà tham lai hai nhà chắc chả bao giờ nhà nào quá được tham lai 30 đâu. Từng tham cũng rất quý. Hoa Can ở hai cung rò ra bị anh Canh quay luôn. Truy sát đạo cung rò này, ăn thêm hai tham nữa. Tươi. Cẩn thận lại bị móc tiếp. Hai cung rào Hoa Ca màu sinh ra chuẩn bị lao vào đây. Đúng rồi. Quan đây rằng anh muốn đọc bài rất chuẩn đi từ anh đi xuống Canh. Vẽ không? Không, không cần vẽ. Đứng dí luôn. Phía ngoài thì Hoa Ca đang tỉa sau rừng vào. Ăn được một dân thôi. Tham lai 31 và vẫn đang căng. Đấy rồi, phát hiện ra những con nông dân làm ruộng, làm siêu các bạn làm rừng đến từ game thủ tiểu Hoa Ca ngay sau ngay kèn đây. Ăn 4 tham lai quá tươi. Cùng rồi Siran bắn vẫn đang rất khác biệt. Lại ăn dần tiếp. Hoa Ca đang không tay như game thủ đi xuân Canh rồi. Canh tham 32 và liên tục những tình huống ăn được rất nhiều tham. Trận thi đấu này phải chăng lại chỉ đưa vào trận thi đấu mà nó giống như kiểu là lôi lá hổ đánh chim sẻ nắng. Game đấu thứ 7 rất cân. Nhưng Hoa Ca người ta liên tục những tình huống để mất rất nhiều tham. Mất rất rất nhiều dần. Rất đáng tiếc. Tham 30 của anh Canh. Bây giờ đang chạy và đang đứng đốt ruộng luôn của Hoa Ca cho nó mát.
đỡ hồi, đỡ phải quản. Hoa Ca có lẽ tầm này chắc chả còn dần đâu. Có lẽ cũng mình như rằng chắc tầm này chỉ còn vài anh quân này thôi. Đi quản và đi cố gắng thi đấu xanh chín. Bây giờ canh nhà muốn quầy. Hoa Ca đang có dốc, tờ này nghĩ rằng Hoa Ca nên chạy đi. Không còn dần thì lại thi đấu luôn. Còn dần mà còn hồi được thì đứng lại mà thi đấu. Hoa Ca đang bị thi sân canh quầy. Hai đạo. Thôi pha này Hoa Ca oảng rồi. Đạo quân này chắc chắn chết, không thể thoát được. Vậy à, chuẩn xác rồi. Sau pha này thì có lẽ Hoa Ca đi sai. Và anh ta đi sai luôn. Hai đều. Rất căng thẳng. Tổng tham 54-3.